Di chuyển chậm nào. Chậm rồi. Chậm rồi, chậm rồi. Tiếp tục di chuyển chậm nào. Lên trên nào. Tiếp tục di chuyển chậm nào. 38 di chuyển đi. Chạy nhanh. Tất cả chạy nhanh nhá. Nhanh nào. 38 chạy đi. Ôi giời ơi. Cho dừng một chỗ đi. Di chuyển, di chuyển. Tiếp tục di chuyển chậm nào. Di chuyển chậm đi, 38 di chuyển đi. Chạy nhanh nào. Nhanh đi. Mưa chạy nhanh nào. Super. 38 chạy đi. Và 12 chạy. Em đánh cho cái đường gần lên để nó tự động đấy.
cái tay này đỡ cái thân máy đấy, bỏ tay ra để tự tập luyện tham lấy được đấy mày. Anh em cố gắng sâu cho thật đẹp vào để giám khảo đánh giá thật chi tiết. Con ở giữa có bị tính còi không anh? Con ở giữa có bị tính còi không? Còi á, nó ít tháng mà em, không biết được 6 tháng. Ít tháng nhất. À, ít tháng nhất à? Ít tháng nhất trong đàn. Có ngoài 6 tháng tí ấy. À. Bọn này 9 tháng rồi. Không. Giống như cái con của kiểu anh. Cùng một hạng cân mà cùng hạng thi mà nó nhỏ. 6 đến 9 tháng. Một hạng thi. Cho chị nhé, em xin mấy của anh với anh nhé. Cái này chúng bảo Tuấn cầm máy đi. Đi đâu? Alo. À, xin cảm ơn tất cả các anh em Hello đã dành sức để thể hiện tất cả những có tham gia với Hello còn mệt hơn Hello. À, tất cả từ 6 tháng đến 9 tháng, à, nhóm có thi này có 3 con chó tham gia, con số 4 dành 12, con số dành 30, con số dành 38. À, tôi xin đi vào vòng đánh giá chi tiết. À, số con dành số vòng 8, con chó này có một cái tỷ lệ trung bình. À, con chó này có sắc tố màu lông rất rõ ràng, có hàm xương đầu tốt, vị trí tai đúng, có bờ vai tốt, có đường lưng tốt, có các chi cánh tay đằng sau tốt, có đường bụng tốt, có tỷ lệ chiều dài và chiều cao tốt, à, có các chi của cánh tay đằng trước và các chi của cánh tay đằng sau tốt. Con chó này có cái khuyết là nó không có trình bày được cái răng đôi hai hàm trên đầy đủ chuẩn của một con chó, cho nên là nó không thể nào tâm hàm trên thôi với một con chó khác, à, được đánh giá là rất tốt. Con chó này có tỷ lệ trung bình, có mảng màu tốt, có cấu trúc hộp xương rất tốt, có vị trí tai tốt, có bờ quai cao khi di chuyển tốt, có đường lưng chắc, có mang mầm rất tốt, có các chi cánh tay đằng sau và các chân rất tốt, có đường bụng tốt, có các chi cánh tay đằng trước rất tốt, có tỷ lệ rất cân đối và có dáng chạy rất tốt, được đánh giá là rất tốt, xếp hạng là VVI. Xin chúc mừng số vô danh 30. Số 12. Trước khi tôi đánh giá hai con chó này thì mời anh Lê và chủ trình diễn cho tất cả anh em coi số vô danh 12 ở trại tốc độ. Chạy nhanh nào. Chúng ta sẽ xin ngưỡng giống chạy ở tốc độ 5 con số vô danh 12. Số 12, con chó này có tỷ lệ trung bình, có cấu trúc hộp xương đầu rất tốt, có đường sống mũi thẳng, có điểm tốt rất ấn tượng, có vị trí tai tốt, có bờ vai cao, có đường lưng rất chắc chắn khi di chuyển, có mang mâm dài tròn đẹp, có góc chân tốt, có đường bụng rất tốt, có góc chân trước rất tốt, có các chi của cánh tay đằng trước rất tốt, các chi cánh tay đằng sau tốt, có dáng chạy rất ấn tượng, đặc biệt là khi con chó di chuyển ở tốc độ cao, nó thể hiện được sự dễ dàng của con chó có thừa hưởng một thể lực rất dồi dào. Xin chúc mừng số vô danh số 12 đã đạt.